Cứ đến trước thềm Tết Nguyên đán thì chợ hoa ở Hàng Lược, Hà Nội lại họp đón du khách trong và ngoài nước tới tham quan mua sắm, chuẩn bị cho năm mới sắp tới. Đây không chỉ là nơi mua bán hàng Tết mà còn là một nét văn hóa của người Hà Nội. Người nông dân trồng hoa cây cảnh ở những làng hoa như là Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá mang các loại hoa cây cảnh đến để bán mỗi khi mà Tết đến xuân về. Đến chợ hoa Tết Hàng Lược lúc này thì quý vị sẽ cảm nhận được không khí Tết đã rất rộn ràng. Tôi đang có mặt ở chợ hoa Tết Hàng Lược. Đến đây thì mới cảm nhận được là không khí Tết đã thực sự đến. Có khu chợ này bày bán rất nhiều những mặt hàng từ hoa, cây cảnh cho đến những vật trang trí. Và phiên chợ này sẽ mở từ nay cho đến 30 Tết. Phố Hàng Lược ngày 23 tháng Chạp bắt đầu tấp nập người bán, kẻ mua. Cả dãy phố tràn ngập không khí Tết với đào, quất và các đồ vật trang trí. Khánh Hòa hôm nay đi chợ hoa Hàng Lược, mục đích chính không chỉ là mua sắm Tết, nhưng chủ yếu chụp hình lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại khu chợ đặc biệt chỉ họp một lần duy nhất trong năm này. Hôm nay thì mình đến hội chợ xuân này để muốn thứ nhất là muốn cảm nhận một chút không khí Tết, thứ hai là muốn chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Người Hà Nội đi chợ hoa thường ngắm nhiều hơn mua, đó như một thú vui. Thế nên có lẽ chỉ có người Hà Nội mới nói đi chơi chợ hoa mà không phải đi chợ mua hoa như nhiều nơi khác. Hình ảnh người lớn đưa trẻ em đi chơi chợ hoa để cảm nhận được không khí Tết cũng là một nét đẹp của chợ hoa Tết Hàng Lược. Mình muốn cho hai bé này đi chơi chợ Tết để biết những cái cây hoa này, biết những cái hình hay là những cái phong tục ngày Tết ấy, mà mua sắm đấy. Đào, quất là loại cây cảnh truyền thống của người dân miền Bắc. Vì vậy, đây cũng là mặt hàng được bày bán nhiều nhất tại chợ hoa Hàng Lược mỗi độ Tết đến xuân về. Năm nay, hoa giả đa dạng màu sắc, kiểu dáng, lại dùng lâu bền nên vẫn được nhiều người lựa chọn. Đến chợ hoa Hàng Lược có thể cảm nhận không khí Tết như đã tràn ngập khắp mọi nơi. Có lẽ không nhiều người trẻ tuổi sống ở Hà Nội ngày nay biết được có một chợ đã 500 tuổi, hàng năm vẫn họp đều đặn sát Tết âm lịch như thế này.